cố định cái hình khuôn ghế vào để trong cái quá trình vận chuyển không có sự rung nắc hay là sự rung động mạnh và khi mà Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Ngọc Gia Ban Uh, ngày hôm nay là ngày 12 tháng 10 năm 2023 và Ngọc Gia Ban đang có mặt tại cơ sở số 3 ở số 17 đường Phạm Ngọc Thạch, phường An Tảo thành phố Yên để có thể là nhận bàn giao một uh, lô ghế mới vừa với cập bến về cơ sở số 3. Và lô ghế này thì Ngọc Gia Ban vừa mới đấu giá được ở trên trang mạng điện tử ở bên uh, Nhật Bản và theo tình hình... Uh, với cái giá màn nhật hiện tại thì như các bạn cũng đã biết là giảm rất là sâu vì vậy là những cái mẫu ghế massage nội địa nhật bản kèm theo đó là cái mức giá nó rất là tốt và ngày hôm nay thì ngọc gia ban với cái nô ghế này ngọc gia ban về được 5 mẫu ghế với dòng panasonic ngọc gia ban về được mẫu ma 99 với phiên bản màu vàng be ma 76 phiên bản màu đen và ma 74 màu vàng be đối với dòng furioki ngọc gia ban về được hai mã là as 1000 và SKS 5500 có sở ngoại và hai mẫu này cũng là bản màu đen và sau khi mà nhân viên nhà Ngọc Giao Ban các anh em đã cho được những cái mẫu ghế xuống thì đã tiến hành để có thể là mở những cái lớp bao bì ở bên ngoài và kiểm tra về cái phần ngoại hình ở bên trong và sau khi kiểm tra về cái phần vận chuyển cũng như là về cái phần bọc của bên vận chuyển ngọc gia ban cảm thấy rất là hài lòng à, về việc vận chuyển thì à, họ sẽ bọc một cái lớp ly lông ở bên trong để có thể là giữ chắc cái khuôn ghế sau đó là sẽ độn thêm những cái lớp bìa cát tông để có thể là giảm sốc cũng như là tránh cái sự va chạm trong cái quá trình vận chuyển từ bên nhật bản về tới việt nam và sau đó họ lại bọc tiếp thêm một cái phần lớp ly lông nữa khá là dày để có thể là cố định cái hình khuôn ghế vào để trong cái quá trình vận chuyển không có sự rung nắc hay là sự rung động mạnh và khi mà kiểm tra thì về cái phần bao bọc rất là cẩn thận độn thêm những cái lớp xốp và giờ sau đây thì Ngọc doan Ban sẽ cho anh em nhân viên kiểm tra về cái phần ngoại hình của những cái chiếc ghế điều đầu tiên thì sẽ là về kiểm tra ngoại hình về các cái phần da đối với phần da cũng như là các cái phần ốp ở đằng sau hay là hai bên ria thì năm mẫu ghế ngày hôm nay về Ngọc Giao cảm thấy về độ mới của lúa xét về phần ngoại hình khoảng trên 90% cũng như các bạn có thể thấy là mẫu MA76 ở đây còn nguyên cái phần túi bao bì của thương hiệu Panasonic cũng như là kết hợp với dòng, dòng chữ Rin Pro và đây chính là phiên bản EAP MA99 với cái bản cuối cùng trùng cuối cùng sở hữu cái bàn phím cơ cũng như là đầy đủ các tính năng có con năng lòng bàn chân và với phiên bản FPM A99 thì Ngọc Gia Ban đang bán với tầm phân khúc là 50 triệu Còn đây là phiên bản MA74 Cũng như là hai cái phần tay họ sẽ để ở phần giữa Và còn nguyên các cái capitalo cũng như là hướng dẫn sử dụng hay vận chuyển Sang dòng Furiroki thì đây chính là phiên bản AS1000 Với phiên bản màu đen kết hợp với màu trắng Về độ mới của hai phiên bản này cũng còn rất là cao khoảng trên 90% Về phần da còn đây là phiên bản SKS 5500 uh, kết hợp với uh, sửa hồng ngoại cũng như là đây là bản nâng cấp của cái phiên bản AS850 với thiết kế là phần chân là ba khúc. Và sau khi đã kiểm tra hoàn thiện xong về phần ngoại hình, uh, đảm bảo chất lượng cũng như là yêu cầu tiêu chí về cái phần ngoại hình thì sau đây ngọc gia ban sẽ nhờ anh em nhân viên lại tiếp tục đánh xe vận chuyển thường xuyên của ngọc gia ban để có thể là đưa những cái mẫu ghế này xuống dưới kho vệ sinh và kiểm tra về phần da đã đủ tiêu chuẩn thì lúc này thì sẽ đưa những cái chiếc ghế này lên xe chuyên vận chuyển để đưa xuống dưới kho và sau khi xuống dưới kho thì ngọc gia ban sẽ vệ sinh kỹ hơn về phần da cũng như là kiểm tra về cái phần chuyển động test về phần chuyển động cũng như là về bộ động cơ ở bên trong để xem là máy còn hoạt động là linh hoạt hay trơn tru hay không và trong clip ngày hôm nay thì ngọc gia ban sẽ giới thiệu cho các bạn về cái phần nhập những mẫu ghế và trong clip tiếp theo thì ngọc gia ban sẽ đưa lên cho các bạn về cái clip vệ sinh những cái chiếc ghế massage khi về tới các cơ sở của ngọc gia ban và nếu như các bạn có nhu cầu muốn sở hữu cho mình những cái phiên bản ghế massage nội địa nhật bản hãy liên hệ với ngọc gia ban qua số điện thoại 097 494 5555 ngọc gia ban sẽ gửi hình ảnh tivi, uh, chi tiết cũng như là tư vấn cho các bạn để có thể lựa chọn được những cái mẫu ghế phù hợp